Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình và chúng tôi xin tiếp tục phần 2 của chương trình Kinh tế Quản trị với sự hướng dẫn của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư. Dạ, thì theo Phùng Vi biết đó là có nhiều khi có những cái thành phố hay là tiểu bang hay liên bang có cái mức lương tối thiểu nhưng mà cũng gây ra rất là nhiều tranh cãi, thì giáo sư có thể giải thích cho Phùng Vi là tại sao có cái vấn đề như vậy, khác nhau giữa mức lương tối thiểu của của từng người. Thì cái mức lương tối thiểu là minimum wage á, nó tạo ra cái tranh luận rất là nhiều trong cái giới hành pháp, luật lập pháp, ngay cả những nhà kinh tế gia là tại vì theo phiên tắc đó, những nhà kinh tế gia họ nói rằng thị trường tự do thì cứ để họ tự do, họ muốn lương trả như thế nào. Nhưng mà họ thấy rằng những cái công ty tư bản đó, họ lạm dụng người dân, họ trả mức thấp khi người ta nghèo khó, thành ra họ đặt một cái tối thiểu nào đó. Thì chính phủ liên bang đó, nhất là đảng dân chủ, họ muốn càng ngày gia tăng lên để cho người dân nghèo có mức tối thiểu. Thì xứ Mỹ là một cái xứ tự do, thành ra đôi khi cái tự do nó đi hơi quá đáng, thành ra hiện giờ nó có minimum wage của liên bang. Rồi tiểu bang họ lại có những minimum wage riêng của họ nữa. Rồi lại như cô Bình Vy nói đó, trong tiểu bang đó nhiều thành phố họ lại có, họ ra họ bầu với nhau là họ được là thành phố nhỏ nhỏ, họ có minimum wage của trong thành phố họ. Thành nó ra nhiều tranh cãi rất là nhiều. Là tại khi mà mình tạo ra cái minimum wage á, thì dĩ nhiên á, là lương cao hơn. Thì những cái xí nghiệp đó, họ thấy lương cao hơn thì thay vì họ muốn 3 người, bây giờ họ muốn 2 người thôi. Tại vì cuối cùng họ cũng phải trả tiền thôi. Đó, rồi chưa kể đến là cái minimum wage mà gia tăng đó, là tạo cái áp lực của cái nạn lạm phát nữa. Thành ra đó là cái mức tranh cãi là tự do quá và ai cũng ra đạo luật có được hay không. Mà nếu không ra đạo luật thì bị gọi là mỗi thành phố một cái mức sinh sống nó khác nhau. Ví dụ như một cái thành phố nhỏ bên Los Angeles nó khác một thành phố nhỏ bên Texas nó rất nhiều. Thành ra đó là cái mức tranh cãi là như vậy. Dạ, cảm ơn giáo sư. Bây giờ mình đổi đề tài một tí, cũng là vấn đề kinh tế quản trị hay giáo sư? Theo Quỳnh Vy biết thì ai thì cũng có nhà, có xe, đa số là mình phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, rồi cũng có thể là bảo hiểm nhân thọ nữa thưa giáo sư. Thì có thể là không biết là bảo hiểm là mình cần bao nhiêu bảo hiểm. Trong trường hợp này thì giáo sư nghĩ là mình bảo hiểm thế nào là đủ thưa giáo sư? Dạ thưa đó là một câu hỏi mà thật sự ra mình cần phải nghiên cứu là tại sao, là tại cái danh từ bảo hiểm là như thế nào. Bảo hiểm là mình bỏ một số tiền ra nào đó để tạo cho mình một cái an tâm, để khi có chuyện gì xảy ra gia đình mình được bảo vệ. Đó là ý nghĩa của bảo hiểm, phải không cô Hiền Vinh? Mà nếu mà mình không bảo hiểm thì có chuyện gì xảy ra, có thể là tài sản hay tất cả đều tiêu tan, hay là sức khỏe đến tính mạng có thể tiêu tan nữa. Nhưng mà nếu mình bảo hiểm nhiều quá, cái gì cũng bảo hiểm, thì mình đâu có tiền đâu để mà đầu tư hay mình để dành. Thành ra bảo hiểm đâu là đủ, đâu là vừa, thì mình phải ảnh hưởng, mình phải adjust theo cái life cycle, cái thời điểm, cái sức khỏe, cái tuổi tác của mình, cái giai đoạn đó. Mà bảo hiểm thì nó nhiều lắm cô Mình Vi. Bảo hiểm về xe cộ nè, bảo hiểm về nhân thọ nè, rồi bảo hiểm sức khỏe nè, chưa kể đến là bảo hiểm về những cái giả sử mình muốn nhà mình cũng bảo hiểm được để khỏi bị ăn cắp trăng trộm nè. Rồi bảo hiểm liability, general and personal liability là mình thưa kiện bảo hiểm, thật ra nhiều lắm. Mà nói bảo hiểm thì mình cũng phải nói đến cái bảo hiểm Obama, là tháng 11 là nhà Obamacare, là tất cả đều phải renew lại hết. Nhưng mà nó thay đổi nhiều lắm, tại vì có nhiều hồi xưa năm trước đó có những cái bảo hiểm nó gọi là HMO và PPO đó. Bây giờ những cái PPO đó có thể là nó tan mất rồi. Thành ra nếu mình có bảo hiểm Obamacare, mình nên phải ghi danh nhanh và hãy chọn một cái bảo hiểm tốt, là tại vì trong đó nó có cái hình thức là rồi mình đấu giá, mình có thể giảm rất nhiều, thành ra mình nên chú ý chuyện đó. Cũng liên quan tới vấn đề cá nhân thưa giáo sư. Thì hãng Apple ra rất là nhiều version của iPhone. Thì giáo sư nghĩ mình có cần mua thêm những cái version mới của iPhone không thưa giáo sư? để hỏi cô Bình Vy, bây giờ có iPhone 6 rồi, mai mốt iPhone 7, 8, 9 có mua hay không? Dạ thưa, thật sự ra đó là gần như là một cái fashion, phải không cô Bình Vy? Tại vì cha mẹ thấy con cái mà đua đòi, thấy bạn mình không có thì cũng nóng lòng mua cho nó, mà không phải cho con không, mà cha mẹ thầy. Có một điều tôi thấy rất buồn cười là như thế này. Có nhiều người họ nghèo đến mức họ không có tiền để mua chiếc xe, họ đi xe bus, mà cái iPad vừa mới ra là họ có liền. Hay là cái iPhone 6 là họ có liền. Thì cái đó là nó quá đáng, phải không cô? Nhưng mà thật sự ra đó, iPhone đó, thì họ ra đó
là thứ nhất là họ luôn luôn họ nói rằng họ ra những cái application mới, phải có những iPhone đó thì xài application mới thì mới xài được những cái điều đó. Thành ra họ làm cho mình gần như là nghiện á phiền vậy đó, mình kẹt theo. Nhưng mà thật sự ra mình có cái nhất thiết cần để mà theo mỗi cái model hơi mới đó. Tôi, đối với tôi đó là một cái xa xí. Thành ra có thể là một hai cái version rồi mình upgrade một lần, chứ còn mình theo đuổi như vậy đó thì nó rất là phung phí. Là tại vì cái số tiền đó trong một cái thời gian mà nếu mình để ra mình đầu tư, mình bỏ rỉ vào một cái stock, một cái fund nào đó, một cái thời gian đó hay để cho con em dạ, cho con đi học thì nó rất là tốt. Yeah. Tại vì có một cái thống kê là nó gọi là frugal millionaire, có lẽ là những người triệu phú ở kế bên nhà mình rất là bình dị đó, họ không bao giờ theo đuổi technology. Thưa giáo sư, song song với đề tài về vấn đề quản trị cá nhân đó, thì giáo sư nghĩ là trong cộng đồng Việt Nam mình nói riêng đi, thì cái vấn đề căn bản của cái tài team leadership có lợi như thế nào thưa giáo sư? Dạ, dạ vâng. Thưa cô Huỳnh Vy, muốn nói là leadership là lãnh đạo phải không ạ? Dạ. Thì lãnh đạo hay là team leadership là lãnh đạo, thì cái đề tài này nó bao gồm rất là sâu rộng và rất là sâu xa. Rất nhiều luận án tiến sĩ về leadership đã được thành lập ra với rất nhiều theory, nhiều phương pháp khác nhau đó. Nhưng mà người Việt Nam mình có cái câu đó là mình phải có cái khả năng lãnh đạo cũng nhóm nhỏ. Thứ nhất đó, là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn mình tu thân mình phải thức mình lãnh đạo mình trước đó đã, rồi phải tu thân, rồi tề gia là mình lãnh đạo trong gia đình mình trước, rồi tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thì phải có cái team leadership nhỏ nhỏ nhưng mà nó phù hợp cho cộng đồng Việt Nam nhiều. Là tại thứ nhất á, là cộng đồng Việt Nam mình là tiểu thương nhiều. Yeah. Cái thứ nhì nữa là cái sinh hoạt cộng đồng cũng quan trọng lắm. Mà sinh hoạt cộng đồng mà có cái đoàn kết á, là phải có team leadership. Cái đó quan trọng lắm thưa cô. Là tại căn bản như thế nào? Một cái team có thể 2 người là một team rồi. 3 người, 4 người hay là 100 người cũng là một cái team. Yeah. Thành ra cái lãnh đạo của team leadership đó, thứ nhất đó là cái người team leader đó phải có charisma, có nghĩa là có một cái gì đó để thu hút của nhóm, có một cái tôn chỉ nào để cho thu hút cái nhóm chung với nhau. Nhưng mà cái người lãnh đạo đó quan trọng hơn hết là phải chọn đúng người. Có nghĩa rằng 4-5 người có thể giỏi, nhưng mà nếu để không đúng vào cái vị trí của họ có thể sẽ thay xáo trộn, mà không làm đúng cái khả năng của họ sẽ trở thành bất hiệu quả. Yeah. Thành ra cái người team leader khi mình lãnh đạo một cái cộng đồng hay là một cái tiểu thương, nếu mình chọn đúng nhân tài, cái chuyện Việt Nam mình làm đúng nhân tài và đúng vị trí và biết dùng người dựng người, thì cái team nó càng ngày nó càng tốt. Mà cái quan trọng hơn hết trong một cái lãnh đạo đó là cái gọi là cái sự thông đạt. Ví dụ như giả sử như cô Quỳnh Vy ha, lãnh đạo tôi với 3 người nữa, mà mạnh hơn cô Quỳnh Vy làm, tôi làm, mà thỉnh thoảng tôi không nghe tin tức là cái team làm gì hết, một ngày nào đó tôi nản. Thành ra luôn luôn cô Vy nói rằng bây giờ bữa nay họp lại cho biết cái team đang đi hướng này. Yeah. Các anh các chị phải thay đổi như thế này, phải bàn thảo để chuyển hướng, để chi cái team nó rơi như một cái xe 18 bánh hay là một xe 4 bánh, mình muốn thế nào đó, mỗi lúc nào đó mấy cái bánh nó luân chuyển cùng một hướng cho nó phù hợp để đi tới một cái hướng. Yeah. Mà trong đó nó hài hòa với nhau. Thành ra cái thông đạt, communication, chọn người đúng người và luôn luôn có một cái cách nào để mà mình khen tặng và một cái reward và feedback để báo lại cho biết những điều tốt, những điều xấu để cửa trải, thì cái team đó lúc nào họ hứng khởi và họ làm tiếp tục. Thì cái đó nó ảnh tiểu thương cũng vậy, mà một cái sinh hoạt cộng đồng về xã hội hay là lớn hơn thì cũng như vậy thưa cô, căn bản nó cũng giống nhau. Dạ, cảm ơn sự giải thích rất là cặn kẽ về cái vấn đề này thưa giáo sư. Nhiều điều em còn phải học hỏi thêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Quản trị với sự hướng dẫn của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mến chúc quý vị và gia quyến một ngày thật bình an, hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình lần tới. Dạ vâng, rất hân hạnh. Dạ thưa, mến chào cô Quỳnh Vy. Dạ xin kính chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị ạ.